Tao là bắt đầu vô cái bài chuẩn bị lên các cái bài tập của khóa C đó, xếp C thì nó bài tập khóa C nó gồm thức tinh công, tức là mày chỉ tập 7 thức thôi là khỏe ngay buổi sáng. Nếu mà mày tập mấy cái bài động công kia mà thành công rồi, tới cái bài thức tinh công mày quơ một cái khỏe tức thì, một lần thôi, 5 phút thôi khỏe mẹ rồi. Sau đó khi là tập bài thức tinh công xong mày vô bài động công là mày muốn được hết. Và khi vô tích thức tinh công là mày kiểm tra lại khí huyết là đang lưu thông tốt. Bài này rất là hay, khi tập một cái là nó kiểm soát là khí huyết đang điều tiết đều hay không, mà tập mà không được là điều tiết cũng chưa được và thất kinh công. Xong rồi cái bài mà thập nhị, tức là bài bài mà thập nhị đoạn cẩm, tức là bài nó làm khí của mạch, tại trước giờ phải đâu đâu có đụng ý cái khí trên mạch, bài đó mới luyện cái đầu. Hồi trước giờ ha, bài ngủ một cái ngón tay có cái đầu đâu, mày thấy không, cái gò má tầm sao, con mày sao đó, là cái bài kế nó mới luyện tới đó. Tại cái đầu là nơi chứa tất cả mày luyện khí công, nó đều nằm trong cái da đầu. Bây giờ làm sao tập cái đầu, bài tập nó gọi là bài thập nhị đoạn cẩm. Mà muốn cái đầu này xong rồi tới cái chân nó sẽ tê, tập cái gì rồi cái lưng, thì cái công lúc cái bài lên khóa xe thì bắt đầu nó quan tâm tới cái đầu, quan trọng tổng thể cái lưng và quan trọng tới cái chân thôi, và cái tay làm sao ngồi yên mà nó mấy cái đó nó không có ảnh hưởng tới cái tập luyện của mình, là cái bài thập nhị nó cộng. Và bài của Trần Hy Di chân nhân, Trần Hy Di luyện cái bài đó để ông ngủ 6 tháng, thì muốn nghỉ ngủ được 6 tháng là phải luyện cái bài của Trần Hy Di mới tập được. Thành ra nhiều người không hiểu cái bài đó để làm cái gì, tại khi mình ngồi mình ngủ mình ngồi mình luyện cái đó thì nó có những cái mỏi, ví dụ hôm nay mình ngồi mà hồ nó có cái mỏi làm sao nó bớt trong thôi bị tỉnh mẹ rồi. Thế nó khi nó tập thành bản xạ thì mình thấy không, một con thú hay là con gấu nó ngủ đông lâu lâu nó phải trở mình chút, cái trở mình nào thế nó ngủ dụng gấu nó đeo nó ngồi lâu lâu như vậy tại sao nó quay vậy đó, mày tìm hiểu ra. Thì Trần Hy Di thống kê lại có 24 động tác trở mình khi ngồi. Khi trở mình như vậy thì mày ngồi được 6 tháng không bị kẹt nhãn kinh mạch để cho mày thức dậy. Tại khi mình ngủ mà thấy mình ngủ trên giường mình thấy nó cũng trở một cái nó mẹ nằm yên nó được, nó quay qua này cái còn trúng vị trí mà nó mà đắc khí nó nằm lâu lắm mình nó ngán khí nó trở một cái liền. Thì trong cơ thể nằm ngủ mình thấy chỉ có ngửa mà nghiêng có hai, còn ngồi tới 24 cái rồi. Bây giờ đố tìm hai tại sao khi ngủ mình chỉ có hai tư thế nằm ngửa nằm nghiêng thôi, nhưng mà ngồi tới 24 thức, có 24 thức, 24 cái trở mình. Thì Trần Hy Di tìm ra gọi là 24 thức tọa công Trần Hy Di, gõ cho bạn thấy liền, mà nó vẽ cái hình cứng nhắc này đó. Làm sao kệ mẹ mày hiểu hiểu sao kệ mày, nó vẽ rồi không mẹ trời vậy đó, thì nó giống như cái đồ trên đồ thôi, nhưng mà nguyên cái đó là nguyên cuốn sách luôn. Bây giờ thằng Trung, tại vì hồi xưa nó đâu cách nào phổ biến tư liệu của mình, giờ có media, có điện thoại, có MP3, ngày xưa có bố gì. Ôi, vẽ cái hình rồi cái hình này qua cái hình giống, bởi vì thấy kinh hồi xưa nó vẽ dày xong nó vẽ dày thỏ, từ cái động tác này qua động tác này thì có thể đi ra dày được hay là đi lên như vậy là chết. Thành ra nó gọi là phải tâm truyền tâm thôi, bởi vì ngày xưa nó không có hiện đại như mình, nếu nó có hiện đại thì không còn vấn đề là chỉ bài tập như thế nào quay clip rồi xong rồi. Ngày xưa nó quay nó vẽ 2D không, vẽ cứng ngắc mà vẽ cái liên tục chuyển động không vẽ được. Ví dụ cái động tác này đi qua dày dẻ sao rồi lên dày dẻ sao rồi lên mấy mé 45 sao, ảnh chỉ lấy động tác đầu thẳng cuối làm một động tác. Thành ra chỉ có mấy người họ có truyền cảm hay là truyền nhân họ mới tập, bởi vì cái đó là chỉ là có thầy mới làm được là vậy. Bây giờ tới bài thức cuối cùng của cái thức bài bắt quá người ta mua coi cho kỹ, cái thức muối cuối cùng là nó trở về ban đầu á. Cái bữa nó tới cái khúc mà khúc gì rồi cái khúc nó là dày phải không, đó là dày thì nhớ là dày. Thì bây giờ nè bị đưa lên đang để cái tay đưa cái tay lên đó, bây giờ lùi cái chân này nè, lùi cái chân nè, là lùi cái chân rồi cái tay này
đánh qua làm lại nha, đang đứng nha, làm nhanh để cho mày biết đó. Tôi có tay để tát nè, tát xoay lên, xoay qua chậm chạp cho mày thấy, xoay lên vậy rồi bước tới vậy đó, xoay lên vậy hướng vậy, đó là thức cô 23. Đọc lại nha, đang như vậy là đang đứng, thức bữa nó dậy xong cái cọ nè, đứng lên xoay qua thấy không, bước cái chân này qua, cái tay này tá xoay ngửa đó, xoay qua đây, tay này xỉa lên qua này, xoay ngược trở lại. 23, 24 nè, xuống thái cực bên này đó, xuống thái cực bên này, xong xô bên này một cái, bước bên này qua mới vậy đó, giống vậy là con số 24, 23 xong quay trở lại như này. Quay một vòng luôn, quay qua bên vậy, thấy không, này quay trở về đó, hết bài là tùy mày quay sao nó cũng về, cũng là cái hướng bên này. Làm lại nha, đây bữa nó tới đây làm. Đó. Rồi xỉa lên, rồi rút cái chân lại xuống đó, rồi phun ra vậy, đẩy qua bên này cả, bước tới vậy chéo qua bên này một, xong quay trở lại nè, xoay hai vòng, một hai, quay trọng xoay ra phía trước nè, chút vô đó là hết bài đó. Nó trở về cái động ban đầu giống như đây là 23, 24, 23, 24 ngó cái lạc liệt này về đó.